Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 1 tháng 10 tại xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ cháy rừng trồng. Địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia dập lửa. Và đến sáng ngày hôm nay 2 tháng 10, đám cháy cơ bản được khống chế. Tối ngày 1 tháng 10, người dân xã Minh Châu, huyện Vân Đồn phát hiện cháy rừng keo, bạch đàn và thông của một số hộ dân. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Minh Châu đã huy động hàng trăm người dân cùng các lực lượng khác tham gia chữa cháy, phát đường băng cản lửa để ngăn chặn cháy lan. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra vào ban đêm, lượng thực bì dày, nhiều cây lau, nứa và cây keo gãy đổ do bão số 3 kết hợp gió mùa to nên đám cháy bùng phát và lan nhanh, gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Đến sáng nay, ngày 2 tháng 10, đám cháy cơ bản được khống chế, ước thiệt hại khoảng 10 hectare rừng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, những ngày chiều qua, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to. Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, hạ tầng giao thông của tỉnh này. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm một người tử vong do bị sét đánh, 113 nhà dân bị thiệt hại do sạt lở đất, tốc mái, ngập úng phải di dời. Diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng hơn 380 hectare, hàng trăm con gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở đất, ngập úng, đi lại rất khó khăn. Ước tổng thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái hơn 3 tỷ đồng. Tại tỉnh Hà Giang, sau 3 ngày xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp nhiều nhà cửa và gây chia cắt cục bộ tuyến quốc lộ 2 đoạn qua tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý khối lượng đất đá sạt lở nhằm sớm thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài, nước từ núi chảy xuống tạo thành những khối bùn đất khổng lồ, trong khi vết nước mới gần khu vực sạt lở càng làm tăng nguy cơ tiếp tục sạt lở. Hiện nay là Cục Đường bộ đã chỉ đạo khu đường bộ 1 và đơn vị quản lý đường bộ 232 tập trung tất cả các thiết bị và nhân lực có và huy động tất cả các thứ có để đảm bảo khả năng thông tuyến nhanh nhất. Và nếu như thời tiết ổn định và đồng thời cái công tác tìm kiếm cứu hộ kết thúc thì dự kiến chúng tôi chỉ trong 1 hoặc cùng lắm là 2 ngày sẽ thông tuyến. Ngoài nỗ lực thông tuyến quốc lộ 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích. Thưa quý vị, cầu phao Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối huyện Tam Nông với Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tạm dừng hoạt động vào chiều ngày hôm qua 1 tháng 10 do nước sông Hồng lên cao, nhiều cây cối vật cản trôi mắc vào cầu phao, gây áp lực quá mức cho cầu và không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại. Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và dựng hành trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2m trên giây trở xuống. Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước từ thượng nguồn dồn về những ngày qua, khiến mực nước và lưu tốc dòng chảy của sông Hồng tiếp tục lên cao, gây mất an toàn cho cầu phao. Việc đóng cầu phao Phong Châu là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Liên quan đến vụ hộ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại khu du lịch Dương Xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa cho biết, đến ngày hôm nay 2 tháng 10, đơn vị đã ghi nhận 20 cá thể hổ và một con báo đen chết. Từ tháng 9 năm 2024 đến nay, các cá thể hổ nuôi tại khu du lịch Dương Xoài có biểu hiện bệnh, yếu ớt rồi chết. Khu du lịch đã lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành khử khuẩn khu vực chuồng trại, tách riêng khu vực nuôi hổ để theo dõi, tránh tình trạng lây lan. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Thú y vùng 6 kiểm tra lâm sàng và mẫu khám ngẫu nhiên với hai cá thể hổ chết. Kết quả chẩn đoán bước đầu cho thấy cả hai con hổ Bengal chết nghi do viêm phổi. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, ngày 2 tháng 10, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương kết hợp giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng quý 3 năm 2024. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu.
Ban tổ chức Trung ương đã quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng như quy định 142 năm 2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ, quy định số 148 năm 2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Hội nghị đã đánh giá những ưu điểm kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng quý 3, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2024, đồng thời giới thiệu chia sẻ một số cách làm hiệu quả, trao đổi phản ánh những vấn đề còn khó khăn vướng mắc của các địa phương đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự, tham mưu chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2027 và tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và các phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNEID trên toàn quốc đã diễn ra chiều nay, ngày 2 tháng 10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử giúp người dân chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNEID một cách dễ dàng, thuận tiện. Khi dữ liệu được liên thông giữa các bệnh viện sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp chẩn đoán chính xác và hiệu quả. Cơ quan quản lý nhà nước có thể phân tích dữ liệu sức khỏe người dân để thống kê, tổng hợp, dự báo, đưa ra các chính sách quản lý nhà nước. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Y tế đã rà soát xây dựng kế hoạch triển khai sổ sức khỏe điện tử VNEID trên địa bàn, thực hiện cấp mã cơ sở khám chữa bệnh cho các cơ sở chưa có mã, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc triển khai liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử VNEID theo quy định. Trước đó, Sở Y tế đã triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe người dân tại 82 trên 82 trạm y tế. Đến nay đã lập được hơn 1 triệu hồ sơ, đạt 95% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Về triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp, sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, đã bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các đơn vị, chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, dữ liệu, hoàn thành việc kiểm thử, sẵn sàng triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Sáng nay ngày 2 tháng 10, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, đã có buổi tiếp ông Ferdow Bin Osman, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm và chào xã giao. Đây là lần đầu tiên ngài Tổng lãnh sự Malaysia đến Bà Rịa Vũng Tàu sau một năm nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tiếp đón ngài Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng gắn bó, phát triển giữa Việt Nam và Malaysia sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng thời hy vọng ngài Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối hỗ trợ tỉnh kết nối hợp tác với Malaysia ở nhiều lĩnh vực như du lịch, thương mại, giáo dục, đặc biệt là kinh nghiệm vận hành cảng khu thương mại tự do Tanjung Belibas hướng tới triển khai tại Bà Rịa Vũng Tàu trong tương lai. Tỉnh cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Malaysia khi đến Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Ferdow Bin Osman, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà còn ở ngành công nghiệp hà lan, ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Hồi giáo. Về lĩnh vực giáo dục, ngài Tổng lãnh sự mong muốn tỉnh hỗ trợ Malaysia tổ chức thành công hội thảo giáo dục tại Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 11 tới, tạo tiền đề trao đổi hợp tác giữa các trường đại học của hai quốc gia. Tiếp tục chương trình tiếp xúc trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, hôm nay ngày 2 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp xúc với cử tri huyện Suối Bọc và thị xã Phú Mỹ. Tại các buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2024, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữa hai kỳ họp thứ 7 và thứ 8,
báo cáo tổng hợp kết quả trả lời các kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trung ương và địa phương. Tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri huyện Xuyên Mộc kiến nghị nhà nước tăng cường các biện pháp bảo vệ bà con ngư dân trên biển, đẩy mạnh việc chi trả hỗ trợ xăng dầu theo quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ cho ngư dân. Tiếp xúc với cử tri thị xã Phú Mỹ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến việc thông tuyến bảo hiểm y tế toàn quốc, thêm danh mục thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Nhiều cử tri kiến nghị tháo dỡ các trạm thu phí không còn hoạt động trên tuyến quốc lộ 51, sửa chữa những đoạn đường bị xuống cấp trên quốc lộ này, có biện pháp hạn chế xe tải, xe container lưu thông trong các khung giờ cao điểm, giờ tan tầm nhằm giảm tình trạng kẹt xe. Cử tri đề nghị siết chặt quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, tình trạng tổ chức hội thảo bán sữa cho người cao tuổi, cần thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa cho từng khối lớp, cấp học phổ thông, không để các trường hợp tự chọn bộ sách dạy. Cuộc họp nghe Sở Lao động Thương binh Xã hội báo cáo kết quả xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội, hiện việc triển khai xây dựng đề án còn chậm so với nhiệm vụ được giao do việc điều tra, khảo sát tình hình lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra thì quá trình điều chỉnh lại dự thảo đề án theo hướng phát triển trụ cột kinh tế đô thị dịch vụ thay cho mũi nhọn phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng làm phát sinh thời gian đơn vị tư vấn thu thập dữ liệu. Tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030, đơn vị tư vấn trình bày dự thảo đề án. Lãnh đạo các sở ban ngành đã góp ý xung quanh vấn đề hiện trạng lao động và kinh phí thực hiện đề án này. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu lãnh đạo từng sở ngành phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, cập nhật lại số liệu chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với các nghị quyết, quyết định, chủ trương đã phê duyệt, điều chỉnh các giải pháp đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ban vận động Quỹ vì Biển đảo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 2748, ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 21 thành viên do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Chiều nay ngày 2 tháng 10, ông Lê Ngọc Khánh đã chủ trì cuộc họp để thông qua dự thảo quy chế hoạt động của ban vận động quỹ này. Ban vận động Quỹ vì Biển đảo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quản lý và tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ để hỗ trợ vật chất tài chính, từng bước nâng cao đời sống của quân và dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Dự thảo quy chế hoạt động của Ban vận động Quỹ vì Biển đảo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm 5 chương, 14 điều, quy định về đối tượng áp dụng, trách nhiệm của các thành viên ban vận động, nguyên tắc và chế độ hoạt động của ban vận động, kinh phí hoạt động của ban. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo để điều chỉnh bổ sung hoàn thiện dự thảo quy chế, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia phó trưởng ban vận động, hàng năm xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng thành viên ban vận động Quỹ vì Biển đảo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để triển khai thực hiện. Thưa quý vị, đánh bắt hải sản là một trong những thế mạnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, đánh bắt theo cách tận diệt truyền thống đã và đang làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản, gây ra nhiều hệ lụy. Do đó, để nghề cá phát triển bền vững, yêu cầu cấp bách với ngành thủy sản là phải thay đổi nhận thức của cư dân song song với tăng cường công tác quản lý, kiểm soát khai thác, đồng thời tìm hướng chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Đây là nội dung của loạt phóng sự nghề cá sẽ được chuyển đến quý vị bắt đầu từ chương trình thời sự tối nay. Đánh bắt hải sản không còn hiệu quả, lợi nhuận suy giảm khiến nhiều ngư dân phải bán đổ tàu cá, thậm chí bỏ nghề là câu chuyện đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương ven biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trường hợp của ông Huỳnh Tấn Nhất, ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền là ví dụ. Gắn bó với nghề biển hơn 30 năm, ông Nhất từng là chủ của 4 cặp tàu giã cào, mang lại thu nhập hơn 3 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, cách đánh bắt tận diệt đó đã làm cho nguồn lợi hải sản bị cạn kiệt, khiến 5 năm gần đây, cứ ra khơi, ông Nhất lại thua lỗ, có chuyến lỗ từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi cặp tàu.
cầm cự mãi không được. Cách đây 2 tháng, ông đã bán một cặp tàu với giá chỉ bằng 1/10 trị giá ban đầu. 3 cặp tàu còn lại, ông chuyển quyền làm chủ cho người khác, chỉ giữ lại cổ phần. Từ năm 19 đến nay, rất là khó khăn về cái vấn đề là con cá nó cạn kiệt. Bây giờ người dân ở Phước Tỉnh này không phải riêng bản thân tôi, mà kể cả người dân bà con là có nghề giã cào đều thất bại hết. Làng chài tỷ phú Phước Tỉnh một thời vàng bóng, nay rơi vào cảnh tiêu điều. Hàng trăm tàu cá lưới kéo đang nằm bờ chờ rao bán. Theo thống kê của địa phương, tính đến tháng 9 năm 2024, toàn xã có 874 tàu cá, trong đó 90% tàu trên 15 mét đánh bắt vùng khơi. So với cùng kỳ năm 2023, số tàu giảm 109 chiếc do giải bán, bán ra ngoài tỉnh, chìm hoặc mục nát. Hiện có 286 chiếc, chiếm hơn 1/3 lượng tàu của địa phương đang nằm bờ do liên tục thua lỗ hoặc không đủ giấy tờ để đi đánh bắt xa bờ. Nhưng chủ tàu cũng chẳng mặn mà đăng ký. Nói chung là nó có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là thứ nhất là cái ngư trường, cái nguồn thu đánh bắt là nó cạn kiệt. Thứ hai là nhiên liệu nó tăng cao, rất là khó khăn, mà bà con gần như đi là hầu như là vừa vốn với lại lỗ, bám biển đã trên 40 năm rồi. Là chưa có bao giờ mà tôi thấy cái giai đoạn nó khó khăn như giai đoạn này. Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, địa phương có khoảng 500 tàu cá đánh bắt hải sản cũng trong tình cảnh tương tự. Nếu như những năm trước, thời điểm này đang là cao điểm của mùa đánh bắt thủy hải sản xa bờ, thì hiện tại có đến 50% tàu cá phải nằm bờ ngừng hoạt động. Rất là khó khăn, là giờ nguồn hải sản nó hơi cạn kiệt. Mình ra khơi thì thời tiết cũng khắc nghiệt, thì lúc sóng gió làm nó không được, người dân rất khó khăn. Để bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản, từ năm 2013, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã không cấp phép cho đóng mới tàu cá hành nghề lưới kéo, đồng thời tuyên truyền người dân chuyển đổi các ngành nghề phù hợp, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm có chủ trương, nhưng việc chuyển đổi vẫn gặp nhiều khó khăn và rất chậm. Chuyển đổi nghề cá cho người dân từ các nghề đánh bắt tận diệt sang các ngành nghề khác là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục vụ cho sự phát triển bền vững nghề cá. Tuy nhiên thì việc chuyển đổi rất chậm và gần như là lực bất tòng tâm. Vì sao? Đây là nội dung của phóng sự tiếp theo phát sóng vào chương trình Thời sự tối mai. Mời quý vị đón theo dõi. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, lễ kỷ niệm lần thứ 16 Ngày Khuyến học Việt Nam 2 tháng 10, 24 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sáng nay, ngày 2 tháng 10. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Khuyến học Việt Nam và chặng đường 24 năm hình thành và phát triển công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh. Hòa chung phong trào khuyến học cả nước, Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau 24 năm ra đời đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, Hội Khuyến học phát triển rộng khắp trong tỉnh. Việc xây dựng xã hội học tập tiếp tục được chú trọng. Toàn tỉnh có hơn 195.000 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, 13 dòng họ học tập, 390 cộng đồng học tập. Bằng sự linh động trong huy động nguồn lực, hàng năm, quỹ của các cấp hội huy động được hơn 60 tỷ đồng để trao học bổng khuyến học khuyến tài cho hàng ngàn học sinh sinh viên. Nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao học bổng cho 561 học sinh sinh viên và người lớn có nhiều thành tích tiêu biểu học tập thường xuyên ở các lĩnh vực với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 52 cá nhân, tặng bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Muốn cho nước ta trở thành một nước giàu mạnh thì dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái. Thấm nhuần tư tưởng của Người, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn được các cấp, các ngành và cả xã hội quan tâm, phát triển không ngừng. Mỗi năm, Quỹ Khuyến học Khuyến tài đã tiếp sức hàng ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Viết tiếp giấc mơ chinh phục tri thức cũng là góp phần xây dựng thành công xã hội học tập từ cơ sở. Mẹ mất, cuộc sống của ba anh em Vũ dựa vào đồng lương ít ỏi của cha. Ngoài thăm hỏi động viên em nỗ lực vượt qua khó khăn,
Đầu năm học mới 2024-2025, Hội Khuyến học xã Long Sơn và Chi hội Khuyến học trường Trung học cơ sở Bạch Đằng còn trao tặng học bổng trị giá 1 triệu đồng để tiếp sức cho em đến trường. Hội khuyến học của trường với lại xã thường xuyên trao tặng những món quà như là gạo, thức ăn và đồ dùng học tập cho chúng em đi học. Hoàn cảnh khó khăn nên mỗi dịp năm học mới, Kiều My đều được hội khuyến học các cấp trao tặng nhiều phần quà và học bổng. Sự quan tâm này đã tiếp thêm động lực để My nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống. Ba đi biển, mẹ làm mướn, nên điều kiện học tập của chúng em rất thiếu thốn. Nhưng được sự quan tâm của các cô chú trong chi hội khuyến học, nên em đã được có học bổng và sách vở, quần áo để được tiếp tục đến trường. Hàng năm thì hội khuyến học huyện cùng với lại hội khuyến học các xã, các chi hội cũng có cấp nhiều cái học bổng cho những em có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục hỗ trợ cho các em là có điều kiện đi học. Với những nỗ lực không ngừng của các cấp hội khuyến học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, mạng lưới khuyến học đã phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 8 hội khuyến học cấp huyện, 82 hội khuyến học cấp phường xã, 6 hội khuyến học và ban khuyến học các trường đại học cao đẳng và trung cấp, hơn 1.000 chi hội ban khuyến học ở cơ sở với tổng số 310.000 hội viên. Hàng năm, các cấp hội đã huy động hơn 60 tỷ đồng cho quỹ khuyến học khuyến tài. Riêng 9 tháng năm 2024, các cấp hội vận động được trên 39 tỷ đồng để khen thưởng, trao quà, trao học bổng cho gần 70.000 lượt học sinh sinh viên trong tỉnh. Có được kết quả đó thì trước hết phải nói rằng đó là nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan ban ngành. Đặc biệt đó là sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các cán bộ, các cấp hội, các cấp và sự đồng thuận của nhân dân cũng như sự đồng hành của các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua thì em luôn tự đi học và đi làm để lo tài chính cho mình. Nhận được học bổng này thì em đã lo được học phí cho kỳ này. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Gia đình em rất khó khăn. Mẹ đi làm nuôi hai anh em và cậu. Cũng may hàng năm thầy cô trong chi hội khuyến học của trường đã hỗ trợ em học bổng để giảm phần gánh nặng trong việc học. Hơn cả giá trị về vật chất, những số học bổng từ quỹ khuyến học khuyến tài hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo còn dâng lên trong các em niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống để vững vàng đi tiếp trong cuộc hành trình đến tương lai. Đây là động lực để những người làm công tác khuyến học tiếp tục vun đắp, chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh được lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024 vào tất cả các ngày trong tuần. Để chấn chỉnh ý thức tham gia giao thông của học sinh, đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai nhiều hình thức kiểm tra, trong đó có hình thức kết hợp cả công khai và khóa trang. Hình thức kiểm tra công khai kết hợp khóa trang ít khi được áp dụng với chuyên đề kiểm tra học sinh. Tuy nhiên, trong cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh kéo dài từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, hình thức này sẽ được Cảnh sát Giao thông Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng thường xuyên. Đây được xem là một giải pháp mạnh để chấn chỉnh ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Hình ảnh này được phóng viên thời sự ghi nhận tại một chuyên đề kiểm tra do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Bà Rịa triển khai trên địa bàn thành phố Bà Rịa vào chiều ngày 1 tháng 10. Hóa trang, mặt phục, hiệu quả nó cao hơn là cái công khai. Nhiều khi công khai thì có thể là do nhiều cái tin báo của mọi người trên đường thì các em có thể trốn tránh hoặc là có những cái biện pháp đối phó. Còn mặt phục hóa trang thì có những cái tính chất bất ngờ, các em không có đề phòng, né tránh. Do không phát hiện được lực lượng chức năng,
nhiều học sinh cứ vô tư lưu thông trên đường và sau đó bị phát hiện, đưa về chốt công khai lập biên bản. Hầu hết những trường hợp này không có giấy phép lái xe nhưng lại điều khiển xe phân khối lớn. Mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 17. Vậy là mình có giấy phép lái xe chưa? Dạ chưa. Nhà trường mình có cái hình thức xử phạt như thế nào đối với học sinh vi phạm luật giao thông? Dạ. Gửi văn bản về nhà trường thì nhà trường sẽ hạ hạnh kiểm. Em chạy xe gì? Dạ xe xe rút 110. Nhưng mà khi mà chạy vậy thì có nghĩa là mình vi phạm không? Dạ có. Nhưng mà mình chạy chậm mà mình đâu chạy nhanh không? Thì mấy chú mấy chứ thấy học sinh được rồi bắt lại thôi, mình không biết đâu. Mà bản thân em thì em thấy là mình có vi phạm không? Tại vì là mặc dù em đủ tuổi nhưng mà em chưa có giấy phép lái xe. Chỉ trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh ngày 1 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 131 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó, đa phần là vi phạm quy định về độ tuổi được phép điều khiển phương tiện. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, J.D. Vance của đảng Cộng hòa và Tim Kaine của đảng Dân chủ đã diễn ra tại New York. Đây là cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên này và cũng có thể là duy nhất giữa hai đảng phái. Hai bên đã tận dụng cơ hội để trình bày quan điểm về những vấn đề nóng hiện nay như cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, thuế quan, nhập cư, biến đổi khí hậu và kinh tế. Cuộc tranh luận trực tiếp kéo dài 90 phút diễn ra trong bối cảnh xung đột đang leo thang tại Trung Đông sau loạt tên lửa Iran nhằm vào Israel trước đó. Mở màn buổi tranh luận khi được hỏi về tình hình tại Trung Đông, ông Tim Kaine đã công bố chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Donald Trump khi đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, gây ra sự bất ổn trên thế giới. Đáp lại, ông Van khẳng định, ông Trump đã giúp thế giới trở nên an toàn hơn trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống. Cũng liên quan tới tình hình Trung Đông, ông Van cho biết sẽ tìm cách ngăn cản Israel tiến hành tấn công phủ đầu vào Iran, trong khi ông Kaine đã từ chối đề cập tới vấn đề này. Ngoài ra, hàng loạt vấn đề khác như người di cư, thuế, biến đổi khí hậu và kinh tế cũng là những chủ đề được đưa ra tranh luận với những quan điểm đối lập. Giới phân tích đánh giá, màn so găng đã tập trung vào những bất đồng chính sách và ít công kích cá nhân. Tại Mexico, hôm qua ngày 1 tháng 10, Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum đã tuyên thệ nhậm chức, qua đó trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này, cũng như khu vực Bắc Mỹ. Nhà lãnh đạo nữ lên nắm quyền trong bối cảnh nước này đối mặt với tình trạng bạo lực tội phạm, vấn đề di cư, thiếu hụt năng lượng. Trong bài phát biểu nhậm chức, từng tổng thống Sheinbaum khẳng định chính phủ sẽ tập trung vào các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ ổn định kinh tế, đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy tại nước này. Từng tổng thống Sheinbaum còn cam kết sẽ nâng cao quyền lợi và vị thế của phụ nữ, những người vốn chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Sự kiện nhậm chức của nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico được đông đảo người dân nước này đón nhận với nhiều kỳ vọng. Còn tại Nhật Bản, Quốc hội Nhật Bản đã họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Shigeru Ishiba làm thủ tướng của nước này. Trước đó, nội các của Thủ tướng Fumio Kishida đã đồng loạt từ chức, mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn thủ tướng mới. Kết quả cuộc bỏ phiếu diễn ra tại phiên họp toàn thể Hạ viện đưa ra, ông Shigeru Ishiba nhận được 291 trong tổng số 461 phiếu hợp lệ tại cơ quan lập pháp. Như vậy, ông Ishiba chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản thứ 102, thay ông Kishida, người giữ cương vị này từ tháng 10 năm 2021. Ông Shigeru Ishiba được bầu vào Hạ viện 12 lần, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tái thiết khu vực và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do. Liên quan chiến sự tại Trung Đông, Israel vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào phong trào Hezbollah tại Liban. Trong khi đó, Syria chỉ trích Israel không kích vào một số mục tiêu tại nước này gây thương vong. Song song với việc triển khai quân trên bộ, quân đội Israel còn thực hiện hai vụ tấn công nhằm vào khu vực miền nam thủ đô Beirut của Liban.
Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 55 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hezbollah cũng xác nhận đã bắn loạt tên lửa Fadi 4 về phía một căn cứ quân sự và trụ sở cơ quan tình báo Israel nằm ở ngoài ô Tel Aviv. Những diễn biến đáng quan ngại tại Liban xảy ra bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Pháp đã tiến hành họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia để thảo luận về tình hình tại Liban, trong khi Mỹ tìm cách tăng chuyến bay để đưa công dân nước này rời quốc gia Trung Đông. Thưa quý vị, hôm qua, công dân làm việc tại các cảng biển ở Bờ Đông và Vịnh Mexico của Mỹ đã đồng loạt đình công sau khi cuộc đàm phán về tiền lương với giới chủ đổ vỡ. Đây là cuộc đình công lớn nhất trong gần 50 năm qua trong lĩnh vực cảng biển của Mỹ và có thể ảnh hưởng tới một nửa hoạt động vận tải bằng đường biển của nước này. Hiệp hội Công nhân Cảng Quốc tế đại diện cho khoảng 45.000 công nhân cho biết hoạt động đình công diễn ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương tại toàn bộ các cảng biển, trải dài từ bang Maine đến Texas. Tổ chức nghiệp đoàn này cũng bác thỏa thuận tiền lương mới nhất của Liên minh Hàng hải Mỹ, cho rằng đề xuất này không đáp ứng yêu cầu của công nhân. Theo các chuyên gia, cuộc đình công lớn này sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển của Mỹ, gây thiệt hại lên tới 5 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày, đồng thời tác động mạnh tới chuỗi cung ứng cũng như kéo theo nguy cơ lạm phát. Nhiều cảng biển tại châu Á và Trung Quốc có thể phải tạm dừng hoạt động do sự kiện này.